chào tất cả quý vị và các bạn. Thì để có được một cái chậu trồng rau như thế này, chúng ta có một cái bộ dụng cụ để trồng rau thủy canh tỉnh. Cái bộ dụng cụ của chúng ta gồm có một cái thùng chứa dung dịch. Ở phần nắp chúng ta có 6 cái lỗ tương ứng với 6 cái rọ. Chúng ta sử dụng viên nén để trồng rau. Thì cách sử dụng như sau. Chúng ta ngâm viên nén vào trong nước khoảng 2-3 phút. Sau khi gieo hạt xong, chúng ta tiến hành chăm nước, pha dinh dưỡng. Các bạn lưu ý, khi chúng ta chăm nước, ở thùng có một cái lỗ thoát nước. Thì khi chúng ta chăm mực nước tới mặt lỗ thì chúng ta ngưng lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành pha dinh dưỡng. Chúng ta có hai dạng dinh dưỡng. Một là dạng dinh dưỡng bột, hoặc là dạng dinh dưỡng nước. Thì cách pha như sau. Ở dạng dinh dưỡng bột, chúng ta cho 10g trên 10 lít nước. Ở thùng dinh dưỡng này khoảng 12 lít nước, chúng ta cho khoảng 12g bột. Thứ nhất là nếu chúng ta không có cân, chúng ta có thể sử dụng ở cái nắp, khoảng nửa nắp này thì chúng ta khoảng là 10g bột. Chúng ta cho khoảng nửa nắp. Chúng ta cho 10g dinh dưỡng loại A và 10g dinh dưỡng loại B. Chúng ta khuấy đều dinh dưỡng lên khoảng 1 phút. Để biết được nồng độ dinh dưỡng ở trong thùng, chúng ta có thể đo bằng một cái thiết bị để đo nồng độ dinh dưỡng. Nồng độ dinh dưỡng của chúng ta đạt từ khoảng 800 tới 1.200 là đạt. Đấy, từ 3 tới 5 ngày sau thì hạt giống sẽ nảy mầm. Chúng ta lưu ý trong quá trình trồng, chúng ta canh chừng cái mực nước. Khi mà nước quá thấp, chúng ta có thể chăm thêm và pha dinh dưỡng theo tỷ lệ. Để cây phát triển tốt hơn, chúng ta có thể đặt chậu nơi có ánh sáng, ánh nắng tốt để cây phát triển tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn thành công.